Mến chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay mình kiểm tra thùng ong này ha cả nhà, mời cả nhà cùng theo dõi ha. Thùng ong này thì nó được có ba cầu ha cả nhà, số quân thì nó cũng không có nhiều lắm. Thùng ong này thì nó có rất là nhiều ong đực, nhưng mà thùng ong này nó có vẻ nó đang mạnh, nó đang như thế nào á, nhưng mà ong ở trong thùng á là nó đuổi ong đực ra phía ngoài hết. Thế khi mà mình dở thùng ra thì ong đực nó bay ra rất là nhiều. Hổm thì cái thùng này thì nó có hai cầu thôi, và với cái thùng kia nó mình bỏ thêm một cái cầu xây sẵn như này, kiểm tra nó hết cả nhà. Này, hôm nay thì mật nó về, mật nó có về rồi nè, nó về ống ánh nhất chưa nè, mật phấn thì về nhiều rồi. Cầu này bữa hổm này cái cầu xây sẵn nè thì mình mới để thêm vô, thì chúa nó cũng mật nó đổ rồi, chúa nó cũng chưa đẻ vô cái cầu này, mình để thêm vô thì nó chỉ đổ mật thôi, chúa thì nó chưa đẻ vô cái cầu này đâu. Đây là cầu thứ hai ấy cả nhà. Cầu thứ hai thì nhộng nó bít nắp nè, nhộng nó bít nắp đẹp không cả nhà. Phía trên thì mật nó mật chứ phấn nó cũng có, mật phấn có rồi nhưng mà nó chưa có bít nắp. Đây trong này thì ong đực, có ong đực nhiều. Đây, có một số con ong đực. Lúc nãy ong đực nó nhiều hơn nữa. Và khi mà mình dở thùng ra, đây con chúa nè cả nhà. Đây con cá, ở nhà thấy con chúa không? Đây con chúa ngay tay em đây. Đây con chúa. Con chúa này cũng to và dài ha cả nhà. Đó, con chúa to dài chưa? Nhộng nhộng nhung rồi thì kia nó bít hết chưa? Đây mật mật nó đổ về. Này thì nó cũng xây chưa có vuông cầu nữa. Này, con chúa to, nó con chúa to không nó. Tuyệt vời con chúa. À, tiếp tục mình xem cầu thứ ba ha cả nhà. Đây cầu thứ ba, cầu này thì nó đổ mật rồi cô chú ơi. Ôi động cái nó bay này, nó đổ mật rất là nhiều. Đây mật mới nó đổ vô nè. Cầu này thì nó đổ mật chứ phấn thôi, chúa thì nó đẻ, nó mới đẻ nhiều, có chai có nhộng lên OC rồi, bên đây nhộng lên OC nhưng mà chưa có bít nắp. Đây, mật nó mới đổ vô. Một số mật đó, nó mới đổ vô hay sao mình nhìn trong cái lỗ ô lăng á, nó thấy giống như là nó mới nhả vô vậy á, mình nhìn thấy những nó có những hạt là bong bóng li ti trong đó. Không biết là phải mới nhả vô hay không hay đó là cái vấn đề gì. Cả nhà nếu mà biết cái vấn đề đó thì cho mình ý kiến ha. Đây, bên đây nè, bên đây rất là nhiều mật luôn. Mật nó đổ đầy lỗ ô lăng hết rồi nhưng mà nó chưa có bít nắp lại. À, nhìn hấp dẫn không cả nhà? Thôi em đóng nắp lại đi. Em xin chào cả nhà ha.